Anh em kinh doanh gì cũng được Anh em không làm kinh doanh cũng được Mình làm người tốt nữa Ở đây này cái sơ đồ này Đó là điểm B Xác định cái điểm B mong muốn Còn kinh doanh gì không quan trọng Anh em phải nhớ này Tất cả chúng ta đều làm một nghề thôi Đó là nghề kinh doanh Cái nghề của anh em mình là nghề kinh doanh Thì cái nghề kinh doanh là làm cái gì Nghề kinh doanh là nghề đi giải quyết vấn đề cho cho thị trường Và bằng cách đó thì chúng ta nhận được tiền Thế thì nghề kinh doanh này thì họ gặp vấn đề gì mà ta có thể giải quyết thì ta đi giải quyết và thị trường thì nó có nhiều vấn đề lắm ta không giải quyết được hết tất cả mọi thứ đâu thế bây giờ muốn làm kinh doanh ấy, thì các anh chị nhớ cho tôi cái này đó là mọi con đường đều phải đến đây đó là xác định cái nhu cầu của khách hàng bạn có đi học khóa học nào của tôi thì bạn cũng sẽ lại học cái này nó gồm có 3 phần cái này được gọi là giải pháp giá trị ba phần này là kinh doanh ở bên này là những việc mà thị trường họ phải làm họ muốn làm họ cần phải làm có cái anh nguyễn văn dũng giơ tay từ đầu nhưng mà chưa có cơ hội hỏi mai hỏi việc của anh là muốn hỏi đấy là việc cần làm đói thì ăn khát thì uống mệt thì ngủ đó là việc cần làm một số bạn ở đây đến giờ phải đi đón con đó là việc cần làm một số bạn đang ngồi ở đây muốn học hỏi thêm đó là việc cần làm ở đây chúng ta có những cái việc cần làm này là nhằm giải quyết những cái nỗi đau trong thực tiễn Nỗi đau ngày hôm nay của anh em đi học là có quá nhiều điều mình không biết cho đến khi mình gặp Phạm Thành Long Các bạn có biết tôi vừa nói cái gì không? Có nhớ cái đấy là cái gì không? Có nhớ đấy là cái phần gì không? Phần không biết là mình không biết Không biết là mình không biết là một cái lượng rất thứ dữ liệu rất là lớn Cho nên là mình cần phải có quá trình học liên tục để mà nạp vào Và sau đó phải biến nó thành khoảng thời gian chúng ta biết đó là học và hành Thì ở đây xác định cái nỗi đau thì bên cạnh xác định cái nỗi đau này nó còn có một cái thứ nữa Đó là xác định cái sự song sung sướng hay là cái điều mong muốn của thị trường Thì tất cả cái công việc kinh doanh của anh em chúng ta Những người làm kinh doanh là đều xoay xung quanh cái này hết Cái này ta gọi là hồ sơ khách hàng Hồ sơ khách hàng Thế thì trong cả cái công việc kinh doanh của anh em chúng ta làm kinh doanh Là nghiên cứu cái này Dành cả thanh xuân để nghiên cứu cái này Hàng ngày tìm được cái công việc họ muốn làm điền vào đây tìm được nỗi đau điền vào đây. Thì tất cả tại sao tôi lại phải nói chuyện với các anh chị em quan sát mặt của anh chị em. Mặt của anh chị em nó cũng đã hiển thị cái này này. Thì đây tôi biết là mọi người đang buồn này. Mọi người hiển thị cái này này là tôi thấy đang vui này. À. đấy thì đấy là gì? Thông qua các cái câu hỏi của mọi người đây tôi biết mọi người muốn cái gì ở đây. Muốn cái muốn cái gì ở đây, muốn cái gì ở đây. Gì ở đây? Nên là lúc nào tôi cũng phải giao tiếp với các anh chị đặt câu hỏi, nói chuyện comment quan sát hết tôi khác với những người khác là tôi không bỏ rơi anh chị em nào hết tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị em chừng nào anh chị em tự bỏ rơi mình đã đi học tôi trả tiền hay không trả tiền không quan trọng chừng nào anh chị em vẫn còn muốn hỏi tôi vẫn còn trả lời nhưng mà hỏi ở trong cái bối cảnh như này thời gian nó có hạn hết chương trình thoải mái hỏi tôi vẫn trả lời trong các live stream tôi hỏi tôi trả lời trong các cái video bạn hỏi comment ở trong video đi tôi làm video tôi trả lời cho bạn bạn lên kênh shot bạn trả hỏi tôi hỏi cho trả lời bằng bạn shot bạn hỏi dài trong video tôi trả lời dài trong video Nhưng mà có nhiều cái câu hỏi Người ta hỏi rồi Thì nó có sẵn ở trên kênh youtube rồi Xem trên kênh youtube trước Đấy là vì thế mà lúc anh chị số 12 Chị hỏi là sao tôi lại bảo chị xem kênh youtube là vì như vậy Rất nhiều nội dung quý giá nằm trên kênh youtube Sau khi mà chúng ta nghiên cứu xong cái thị trường này rồi Thì cái công việc của anh em chúng ta là làm cái này Đây công việc kinh doanh đây Đó là chúng ta nghiên cứu ra những cái sản phẩm Tôi gọi là các viên thuốc giảm đau Để giúp cho khách hàng giải quyết được những cái nỗi đau của họ trong thực tiễn cuộc sống cho nên không phải là quần áo thời trang cũng không phải là dược phẩm cũng không phải là y tế mà nó là một cái gì đó giúp cho thị trường của chúng ta được hết đi chấm dứt đi những nỗi đau và chúng ta đưa ra những lời hứa thương hiệu để giúp cho họ trở nên sung sướng và đem đóng gói tất cả những điều này lại thì chúng ta có một cái gọi là mới gọi là sản phẩm và dịch vụ ở đây đây chính là món quà đóng gói mang đến cho thị trường Giúp cho thị trường làm việc của họ tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn, dễ hơn Cho nên lúc nãy tôi mới nói là giải toán đấy Giải toán dễ hơn Giúp cho thị trường khắc phục được những nỗi đau Nỗi đau ở đây là rốt, là ngu, không biết giải toán Cái sự sung sướng ở đây là biết giải toán Giải toán nhanh, không sợ toán Đấy, thì đấy chính là lý do mà tôi có cái này tôi mới cung cấp cho chat GPT để nó tạo ra một cái sản phẩm là toán thông minh dễ học dễ áp dụng dễ giải toán cho nên là cả cái sơ đồ này gọi là kinh doanh tôi thì không dạy toán các bạn thấy tôi không dạy toán phải không nào nhưng mà tại sao tôi lại đặt được câu hỏi cho chat GPT nó trả lời hay ông thầy dạy toán như vậy được 5 điểm tôi được 5 điểm cái bài marketing đó 5 trên 10 là vì tôi hiểu rõ thị trường mục tiêu Tôi cũng đã từng là người học toán Giống như đa phần anh em chúng ta Học xong lớp 6 Quên luôn 1 cộng 1 bằng 1 không rồi Quên luôn Quên luôn đấy Quên tuyệt đối luôn đấy Tôi cũng có con học toán Nhiều đứa con mình phát điên lên Vì nó học toán Có phải không nào Mình dạy toán cho nó Mình phát điên rồi À là vì nó sợ toán Nó rốt toán Nên mang nó vào cái sơ đồ này Chúng ta tạo ra một sản phẩm học toán dễ Để đưa qua đây rồi chúng ta có một cái anh quần áo Anh Nguyễn Anh Thu đấy Anh Thư Anh Thu gì đó 11077 đấy Cái công việc cần làm của anh ở đây là bán quần áo Cái nỗi đau của anh ở đây Là hai đơn một tháng Trời ơi bán hai đơn tháng là chết rồi Cái sự sung sướng của anh ở đây Là bán được nghìn đơn một ngày Trên online Việc cần làm của anh ấy là kinh doanh online Tôi đã hướng dẫn cho anh ấy rất là nhiều Thông qua những câu chuyện của các học viên của tôi làm thế nào để có thể bán được hàng trên online Làm thế nào bán được nhiều đơn Và chấm dứt tình trạng mệt mỏi Bạn sẽ nghe thấy câu chuyện của ai ở đây Cô Hà Leo đi học phải sách theo một vali quần áo Để tự mình live stream Nỗi khổ là đi học 12 giờ Xong bài là phải ngồi live stream Nay sự sung sướng của cô ấy Đó là không cần live stream nữa Mà có người khác like cho mình Và có thể like tự động được Học thể Long Chúng ta cũng nghe câu chuyện của bạn Trâm anh nỗi đau trước đây là phải livestream suốt cả ngày ngày hôm nay sự sung sướng là livestream cùng một lúc trên 15 kênh với 15 livestream khác nhau tôi biết các bạn có những nỗi đau tôi biết các bạn có những việc cần làm tôi hiểu rõ các bạn có những nỗi đau và tôi tạo cho các bạn sự sung sướng và chấm dứt nỗi đau này tôi tạo ra một công việc kinh doanh Vậy thì các công việc kinh doanh của chúng ta đều nhằm giải quyết nỗi đau của khách hàng mang đến họ sung sướng cho nên chúng ta là nhà kinh doanh vậy kinh doanh gì chúng ta giúp cho khách hàng chấm dứt những nỗi đau và đạt được sự sung sướng vậy chúng ta đang kinh doanh gì kinh doanh bất kỳ cái gì mà khách hàng hết đau và đạt được sướng vậy thôi cho nên chúng ta dành cả thanh xuân để nghiên cứu cái điều này bạn sẽ nhớ lại bài tập ngày hôm nay cái nhân vật đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay là bạn hà tích bạn giang công ty hà tích bạn ấy nhìn thấy việc cần làm là bữa ăn bằng rau của Phạm Thành Long. Việc cần làm là có một cái máy ép sinh tố. Bạn ấy hiểu rõ nỗi đau của thị trường là máy hiếm trên thị trường, khó kiếm. Nỗi đau trên thị trường là máy đắt. Nỗi đau trên thị trường là giá mà rẻ thì ăn bị nhiều rác, nhiều sơ. Nỗi đau trên thị trường đó là những cái máy ép này không khô kiệt nước. Sự sung sướng của thị trường là muốn có một cái máy rẻ, dễ tìm kiếm dễ rửa, dễ lắp đặt, dễ sử dụng, tiện mang đi và bá khô và ít sơ rác trong cốc nước của mình. Và bạn ấy đi tìm nhà cung cấp để tạo nên một cái sản phẩm như vậy. Cho nên đó là cách bạn ấy làm marketing. Hiểu chưa các bạn? Cho nên ở đây không phải chúng ta kinh doanh máy, không phải chúng ta kinh doanh quần áo, không phải chúng ta kinh doanh đông trùng hạ thảo không phải chúng ta kinh doanh dịch vụ y tế mà với năng lực của chúng ta chúng ta có thể giúp gì cho thị trường nếu chúng ta không chúng ta tìm thấy vấn đề của thị trường mà không có năng lực thì chiến lược đã có đó là đứng trên vai người khổng lồ hợp tác với những người giỏi hơn mình để làm những điều đó cho nên cụ thể ở đây là chúng ta phải giỏi cái hình tròn và giỏi cái hình vuông cho nên khi các bạn học tôi các bạn đều thấy học trò của tôi họ giỏi họ đều có cái hình tròn và hình vuông này được dán rất lớn ở trên tường. Và bằng cái này họ có thể tìm ra nhiều sản phẩm để kinh doanh. Chứ không chỉ kinh doanh một thứ. Cho nên ở đây không kinh doanh nhiều sản phẩm. À, xin lỗi không kinh doanh cho nhiều thị trường. Mà ở đây là kinh doanh nhiều sản phẩm cho cùng một thị trường. Quay lại cái hình vừa rồi. Thì đây là một cái ví dụ bạn có thể thấy. rằng tay vẫn là cái tay của tôi. Vẫn là cái áo này thôi. Bạn có thể nhìn thấy. Đấy là hồ sơ khách hàng của một anh ở Đà Nẵng. Tiếp tục một cái hình khác. Bạn sẽ có thể thấy những cái hình tròn này. Ở tất cả mọi nơi. Những người học trong Phạm Thành Long. Bạn sẽ lại thấy một cái hồ sơ khác. Của một công ty tên là Big City. Kinh doanh về bất động sản nhà cho thuê. Bạn có thể thấy công ty bất động sản khác. Đang kinh doanh. Trước đây các bạn nên làm dịch vụ. Là dịch vụ hành chính. Phân tách sổ đỏ. Bây giờ các bạn đang cung cấp dịch vụ. Là đầu tư hạ tầng và đầu tư. Và tất cả những cái điều này. Điều cần là tạo ra những cái hình tròn nắm rõ hồ sơ khách hàng của mình. Và sau khi rõ hồ sơ khách hàng của mình thì chúng ta có thể bất kỳ sản phẩm nào đưa vào hệ thống kinh doanh mà nó có hiệu quả thì nó đều đem đến cái hiệu quả. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.